Hello, lớn miền Tây, chào cô chú anh chị. Hôm nay mình sổ âu cá này, có phòng Sài Gòn xuống, hôm nay nó tiếp tục bắt cá kìa, nó bắt siêu đẳng lắm. Xã chuẩn bị là xả lúa rồi, chắc mừng phèn hết trơn. Giờ chỉ còn chỉ cũng là bắt cá hang, bắt cá hang. Giờ chú đi dài theo cái mương phèn này con này con rô. Đó, nó đi ra đi dài lên với cả những phong rồi. Đó, cứ đi theo cái đó là trời, cái rồ dữ lắm. Giờ đục đục là có giả thì cứ đi sát mé đi rồi tính đi sửa lại một lần nữa. Ngắm cái lóc phải đưa lên nha. Cái lóc đó lụm nó đâu. Trượt xuống rồi, nãy nó gió bên kia cái hang bên đó đó. Rồi quay bên. Đường này cái kia đông, ở kia đó. Đó. Chút ơi, chút bên kia hả trời vậy? Rồi thẳng. Vô không à? Ừ, nó đâu bọc đó. Bây giờ hả có gì đó. Rồi đừng ngại đi, rồi đừng ngại đi. Hắn đi xuống dưới vậy, đi vòng bắt lên ấy, hồi điện phong nó qua nó vòng đó, đó bắt hang cá lóc luôn. Đây nè, mai qua đường là thắng cái này. Nó quay luôn. Lóc 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 đưa lên đó. Bắt cái đường đó đó, con cá nằm rồi thấy không? Đi đi xách cái xô đó đi đi. Đó, ló đầu á. Đó, ló đầu đó. Hồi vậy là chú Năm lên đây bà, lên bà cho nó lên bà đi vòng xuống dưới kia. Ôi, dính mắt máy rồi. Rồi. Rồi, phải ngậm đi.
dí theo con cá. Cá lóc, cá lóc. Gì là cua hả? Nó có lóc ngã nó xuống ngay gỗ đó. Lóc cứng cứng vậy không á. Rồi trở lại cái hang kia rồi xong. Qua ao bự. Rồi hay lắm. Cua bò. Trời chán luôn. Cùng
chắc con nó bắt được. Rồi chắc con cua chắc cá lóc không ở quá. Còn hang đi xuống nữa. Để cho có con cá lóc được. Đây bắt mới có con phỉnh đây mà cá về đây. Đó. Làm có đẹp không? Làm nó quá. Quá trời. Bà con nào mua cá đến đây. Đây giờ giờ xả hơi bên góc ổi. Ối kiển mà mấy bà mùa mưa rồi ghê không. Nhìn dĩa muối ớt ha, buồn hai cái đợi dĩa muối ớt, dĩa muối ớt chua hết rồi, chua hả, trời chín buồn hai gì. Sắc đất luôn. Sâu ở đây ăn không sâu. Đây có mức rượt không có sâu. Có, ta chín nó thử, ta chín nó coi. Ừ. Yeah. Kìa. Ừ. Đất kìa. Đó. Như đó bẻ. Đừng có chín quá. Quá tốt. Cái này phải ngon rồi đó. Quăng nhánh thân. Thì tập trung xuống dưới đi hơi lên đã. Phát hơi lên đã. Vũ ơi, Vũ ra luôn em. Ừ. Để dưới. Vũ ra luôn. Thank you.
trên đó nè. Đó nó dính dính đó. Còn có nó con gì? Nó dịnh dịnh nữa đó. Tép giá gạo nữa cha. Tay chuyện vũ cho mày. Ôi tôm càng quá trời đây nè. Này quá. Có con tôm chạy á. Thì cho nằm đi. Đây nè, không. Lại đây chung chung chung. Mày lại ngồi ngồi ngang luôn chung. Lại đây, ở đây đi. Anh vô chung. Đẩy ngực mày cua nè. Nè anh mặn cua nè cho nó con cá phải con ung mẹ cua kẹp dây nè. Cua ở dưới này có ống dạ còn cua cái đó nó kẹp cái là còi. Thank you.
tung rồi nghe. Cái kém. Kém chết mẹ. Cái kém. Lại bắt cá chẽm thôi. Thì nên bóp cầu cá chẽm đi, lôi lên chi nữa. Chấm dè thêm mấy cái lỗ. Ô, tốt rồi. Lóc hay lắm. Nhèm nhèm vậy nó tàn thân rồi không rồi ngồi. Vậy à, cái gì lo mơ là vô cả đó. Vô mày có ôm đi bờ luôn thì thấy vậy. Sao vậy? Rồi hết nắm cỏ ra đi hả Vũ? Nào có ôm ngủ luôn đi. Hết thương cái cỏ. Rồi xuống Vũ dưới luôn. Ú, con lóc, con lóc.
Đó, khúc nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Lóc hay lắm. Đó chỉ có phiên bắt nó thôi chứ không ai làm kịp nó. Gieo luôn. Bay nè ngang, chuẩn bị bay nè ngang. Bay. Đi xuống dưới đó, xuống đó đi vòng lên đường nước. Quýnh lẻ bắt giờ mê bắt cá lóc chuyện giờ quýnh lẻ đi bắt cá lóc. Rồi xong luôn, hay lắm. Rồi, không phải. Ơ, rồi, lên trúng, trúng, nguy hiểm. Vậy người ta hỏi nó luôn. Bị nãy nó động lên cái cà phê bay lên trước. Đội cà phê mà. Bánh bao chiều đây. Rồi xong luôn. Hẹn tới mùa lúa chín mới gặp nó.
Cho xuống nước đi. Được rồi, được rồi. Đúng rồi, tốt quá. Ôi, trời. Cua vậy? Trời ơi. Cơm á. Cơm. Xuống điểm quăng mà. Được không? Để không? Không để bắt. Thank you.
cá lóc. Đây là cá lóc đồng. Hay không? Con cá chẽm. Bên kia có gọng lông trắng. Cái cánh á, dân cánh đó. Bên kia có một cầm. Nó hơi hí vào trong. Ngắn ngắn không cái hùng lông không mới thấy rồi. Nay là 7 tháng rồi đó. Giờ là con rồi. 7 tháng. Cao rồi. Cầm cao tới đầu. Bố hả mình nói vậy. Cầm cao hơn cua. Bữa chiều nay sổ vuông mò vuông được số cá đây, bây giờ là cá này để này là cá lóc đồng nói nhé. Cá lóc đồng nấu nấu cháo. Còn số này cá này cái gì cá nấu lại cá lóc đi. cá tấm cỏ cá tấm cỏ chân đó. Đó, cháo mà cháo đó tiêu. Tiêu ngon quá ha. Dưa đủ thuốc tục rồi. Bạn xem là chiều bắt bây giờ là quay cá chín nhậu à, có kêu đủ cho họ thấy chứng kiến nó thật sự có ai à, giờ đó anh em nữa là giờ bắt đầu ngồi mới ra rai. Rồi mồi đã xong rồi, mời cả nhà dùng rượu. Đi rượu đi. Đây. Rồi, ngồi xuống luôn. Ăn ghê đi, dịch vô cổng. Mượn ghế chưa? Mượn ghế cho, mượn cái ghế này đi. Cái kia để thịt cao hơn. Cái này đủ ghế thì cái nữa. Đó. Rồi mồi đó xong rồi cả nhà mình dùng bữa cháo cá đồng. Cá đồng, cá lóc đồng. Còn củ cải hay củ cải. Ngó, đâu đắng không đâu. Đắng bài bản luôn tôi bộ. Ngồi nói chừng quất vô tô cháo cái ấy à. Vô các bạn ơi. Vô. Rồi vô. Ngọt. Con chua ngon. Nó chua. Đâu mà chua. Rồi bạn nào có chua. Ngon có thấy không? Rõ không? Đó. Đâu? Rồi ông chủ ở trên với ông ba trẻ con. Ba xe bọn đây là không thấy. Đây. Vô.
đổ đầu rắn nữa cần nè. Trời ơi nó ngọt mà nó té rớt nổi nồi cá thật gì luôn không phải. Lóc nó canh ngó, ổ nó táo ngó. Làm cái nồi thích rồi bánh thích nè. Lóc có cái lìa. Có trầu tư, nó lọc chút rồi nè. Có máy hình gì đấy. Ờ, vậy á. Mẹ đó. Cháu bà ơi. Chú con cháu có đồng thích nam ô. Chú con cháu có lóc đồng. Nhóc ngủ chưa? Nắm mình vô, ớt vô, tiêu vô. Vô ớt, chặt chanh. Ngon quá. Chanh hả? Chanh được hả? Chanh chắc. Ăn cháo, ăn gì không gì là chanh. Cái nhiều cái lợi cái chua cái hông, cháo người ta nấu chua. Hồng lắm. Hỏi bà lấy tô bà quốc. Ăn cái rau, cái tô. Cá lóc đồng nó cao ngọt. Tô con đi. Hồng quá. Thầm tầm luôn kìa. Đáng đáng thiệt đó. Một cái lóc nó nồi vậy thì khỏi cháu kêu nó học phải. Giờ những lớp sẽ có cá thịt dịch có ít ăn. Giờ cho cá ăn cá hả? Quả nhiên nhanh bánh mỡ nó trận này cũng năm nhậu mồi nhóc. Cũng dung dĩa. Cá thông cỏ, bự chứ không? Giờ đi mỏ lên. Hướng về đại dương ơi. Nó tìm để đây. Chúng ta có còn khoảng 2 ký mà không phải không có rồi cứ đợi cho này còn giọt lên cái nhỏ. Ông bắt người ta bự. Có kê thì thấy có kê cũng bự. Nó ngủ cơ. Ổn. Kê cũng bự quá. Lâu ngoài tí rồi chứ mấy phải. Không được quá quá. Có lóc này không có lồng đâu nó không có. Hay có tẩy. Lứa nữa nè. Lứa một nữa. Cái lứa nhỏ nhỏ là lứa nữa. Nó lướt tay cái lướt lướt không câu ấy câu được gặp nó vận động nó bay con lò dựng việc bị rút cũng không hết không mang giờ còn thưa lại nó đi
để mình lúa sổ cái mình ăn lúa mình. Còn nhiều lắm á, nhiều lắm, nó thuốc mà còn bắt sợ bắt sợ cháo đã nè, ngồi cháo thì nó vừa hút thì đã. Huyết áp cao. Buồn ngót thì hạ huyết áp mà. Ăn nhiều là nó tụt luôn á. Buồn ngót hay đại tài mà. Đây vợ mình. Rồi. Vô. Con mực có nhiều người chắc nó canh ăn nó mát luôn rồi, nó giải nhiệt mà. Đói gì hả? Lá lâu trai. Nó có để thứ có mực. Nó đầu cà phê vô này em. Đào cà phê. Ra mấy ở mẹ con từng túm cái gì cái nhật nó dài lắm nhật con nè cô giáo rồi nhật mẹ cô giáo cũng ăn trà chục chai à ra tấm mình ăn hai trà mua đồ sẵn chứ mình không chai quá ruột cơ rộng. Cái ruột nó chưa rộng ấy. Đấy mà. Mình biết đi nữa. Nãy tôi ăn rồi có gì đâu. Cái lóc đồng mình cũng ngon nữa. Cũng ớt. Mình thật thiết hả? Ngon. Cái cháo mình có cái củ hành tàu ăn bỏ vô đó thôi. Đầy vậy. Ăn thọt cá. Và củ bỏ vô thôi. Cái rượu buồn ngót cái cũng thèm nè. Ăn quay trước ăn cháo một chút bài. Ăn quá ngon lắm chứ hiện ăn già. Lâu quá nó già. Cắt tấm lọt. Rồi cắt bỏ hết, nó là người khác. Tâm nó thịt chuột đó. Ăn nhà vườn nhưng mà cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn mà. Đó. Một kia đâu rừng mà chúng bạn dây quanh. Về câu thơ nói đi. Bằng cưa nó kỵ vô dân dân mắm nó để tàn vô không lôi. Tào lao. Về chùm nho nữa. Lâu lâu mà cho về chùm nho. Nó chùm rỗng được. Chùm hái chậm qua rừng. Làm như bỏ chung đi đâu cũng phẹt. Có hai mẫu vừa sáp. Hướng ăn vừa sáp mạch nghĩ. Cả hai tuần mình mới làm lại video đây. Máy móc nó cũng không chịu chạy nữa đó. Nay mới khởi động lại nữa mới chịu chạy nè. Làm như cái bà nào bắt ăn lên hẳn xuống mắt chừng. Bỏ ăn hẳn đông mắt này đang nữa hả? Ngoài bên kè mới đang nữa kìa. Giờ đang một số hộ công an nữa. Dạ. Ai có ai báo công an hay gì á. Còn là khúc
Rồi video clip này là kết thúc. Cảm ơn cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy hay nhớ đăng ký kênh cho mình một like. Chia sẻ cô bác anh chị. Chia sẻ mạnh lên. Để có động lực mình làm nhiều video hay hơn nữa. Rồi chào mọi người. Yeah.